5 cho đến 8-9 độ. Khách đang học xe thích trên bàn ra và quay chậm dần dần. Dựng áp với chuyện nhé. Chưa thấy. Đi lùi từ ngoài kia vào, cứ tưởng là vào qua đây một tí. Rồi làm đi này chết, cứ đi lùi từ đấy giờ. Không, nó lúc phải đi vào là ít bạn. Trường gọn đây là chỉ bị mỗi lốp đấy, mà xe này xe không phải mua ở cửa hàng nhà em tắc nghẽn ở đoạn đường là bạn không đi vào nữa. Vào bản đường rất là khó đi, đây là toàn rừng cà phê đấy. Nhà có cái củi đâu, tí về để đốt củi nhá. Kiếm ở đâu? Tất cả hai bên đường toàn cà phê. Xin được bác này mấy cái củi cà phê về để sưởi ấm. Đấy, đây là ông. Đúng rồi, quay lại tí ra đây mà thằng này mày đang thốt củi của tao chết. Đây là xin ông mới que. Ơ không thì đúng rồi. Kiểm lâm đi thu cái này á. May quá xin được ít củi. Ê, chơi cả cái thoi cho nó máu. Chắc gần như là toàn cà phê không hay sao ấy nhỉ. Mận. Và cháu cảm ơn nhá. À, đi chở cái xe điện của nhà anh thì trong này thủng lốp. Mà bạn đang đi xin gom ít củi trong lương bản về sưởi ấm này. Xin được ít củi. Hả? Dài muộn giao chặt. Đấy. Mai thời tiết thông báo còn lạnh hơn hôm nay, nên là phải tiện thể vào bản xin được mấy que củi đốt sửa ấm. Đây, có ít củi dìa đường đây. Nhặt. Đấy, chưa thôi. Dìa đường đấy, đây đấy. Củi đấy đốt mới lâu đúng không? Củi chưa? Vậy nhiêu là đủ sưởi ấm khoảng 1-2 ngày. Sống qua vụ lạnh đầu. Hồ củ để sưởi ấm ít nhất được vài hôm. Đi ship về rồi đấy, giờ đang cho củi xuống. May vừa mang về được ít đủ sưởi được 1-2 ngày đấy.